Mình nói các bạn hãy nhớ nhé, cái người mà sống mà độ lượng, mà sống bao dung ấy, những cái người đó là những cái người cái sức khỏe người ta luôn tốt. Các bạn hãy nhớ cái bạn nào nhé, cái bạn nào mà bạn sống mà bạn hẹp hòi nhé, mà bạn cứ ghen tị, bạn đố kỵ, bạn hay giận dữ, bạn hay nóng nảy, bạn hay ghét người này ghét người nọ, bạn hay thù hận người này người kia. Nói chung là bạn là những cái người mà có cái thái độ ấy, luôn luôn là một cái gì đó nó tiêu cực ấy, bạn luôn bất mãn ấy, thì các bạn cứ yên tâm, các bạn là cái người thứ nhất cái sức khỏe các bạn nó sẽ kém. Các bạn hãy nhớ đấy. Cái thứ hai ấy, nha, cái thứ hai cái phúc của bạn nó cũng mất đi, nó mất nhiều đấy. Và các bạn là những cái người cái lộc nó hạn chế cực kỳ luôn, cái lộc lại càng kém. Các bạn hãy nhớ đấy, các bạn phải nhớ một cái điều là như thế này này, con người ta nếu sống có đạo đức, sống có nhân, có đức, có độ lượng, có một cái sự thành tín, là một cái con người thành thật, là một cái người mà chân thành, là cái người chân tình, là cái người bao dung độ lượng, là cái người tử tế, sống có tình cảm tình người, người ta rất khỏe mạnh, người ta rất khỏe mạnh, người ta không âu lo, người ta không lo toan, người ta không phải mưu tính, cái đầu của người ta nó nhẹ nhàng nhẹ nhõm, người ta rất khỏe mạnh, cái tinh thần của người ta rất mạnh. Hơn nữa nha, người ta đã là cái người mà khỏe mạnh, cái tinh thần, cái minh mẫn, cái độ sáng suốt người ta có, người ta làm cái gì cũng ra lộc, người ta làm cái gì người ta bền bỉ, người ta sẽ có ý chí, người ta sẽ có cái độ thông minh. Xin chào quý vị và các bạn nha. Có một cái điều rất thú vị là như thế này các bạn nhé. Nghĩa là ngoài chúng ta nhìn vào cái khuôn mặt của một người ấy, chúng ta nhìn vào cái bàn tay của một người, thì trong nhân tướng nhé, trong nhân tướng chỉ ra cho chúng ta biết một cái điều là như thế này. Chúng ta nhìn vào bàn chân của một người là chúng ta có thể biết cái người này là cái người mà cái số người ta có sướng hay không, cái người này là cái người ấy có giàu được hay không, cái người này có an nhàn hay không, hay là cái người này vất vả. Nhìn vào bàn chân, ở bàn chân của chúng ta nó nói lên rất nhiều điều, thậm chí nói lên cả tính cách, đúng không? Nói lên tính cách, nói lên cái ưu điểm, cái nhược điểm của từng người. Các bạn cứ để ý một cái điều là như thế này nhé, các bạn cứ để ý một cái người mà có cái bàn chân mà nó đẹp ý, nó nuột nà, nó nõn nà, nó đẹp, nó hồng hào ấy, nó đầy đặn ấy, cái người đó đa phần là cái người rất nhiều tiền. Cái người nào mà chưa phải là cực kỳ giàu có thì cái người đó cũng là có cái cuộc sống ấy, không phải lo cái gì, cứ hết tiền lại có, hết tiền lại có. Các bạn cứ để ý. Còn nhá, không có một cái người nào mà cái bàn chân của người ta nó gầy guộc, nó đen đúa, nhìn cái màu sắc nó sạm, nó xám mà người ta là cái người mà người ta có nhiều tiền được. Cái điều này chắc chắn, các bạn cứ để ý. Thì trong cái video hôm nay nhá, trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ là như thế này. Nghĩa là những cái người có những cái bàn chân, cái kiểu bàn chân, cái ngón, ví dụ là cái ngón ngón trỏ của bàn chân nó dài, nó ngắn như thế nào, ngón cái như thế nào, đúng không? Cái đầu ngón chân nó như thế nào, cái bàn chân như thế nào, và cái nốt ruồi ở bàn chân nó như thế nào. Nói chung là một vài những cái yếu tố nữa. Khi các bạn xem xong cái video hôm nay ấy, các bạn tự nhìn xuống cái bàn chân của các bạn, cả nam cả nữ. Nếu bạn nào mà có một trong những cái dấu hiệu như thế này ấy, các bạn là cái người ấy, bắt đầu là trung vận càng hậu vận, các bạn là cái người không bao giờ phải 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 suy nghĩ về cái mặt tiền bạc. Nghĩa là càng hậu vận các bạn, càng cái số của các bạn càng càng sướng. Những cái bạn mà có cái bàn chân như này ấy, các bạn là những người không những các bạn là những cái người có sức khỏe, các bạn là những cái người may mắn, các bạn làm cái gì cũng may mắn, và các bạn là những người rất có tiền. Có một cái điều đặc biệt là như thế này, những cái người mà cái số ấy
mà về già hay là như thế nào ấy mà không có được may mắn, không có được tiền ấy, thì gần như không sẽ không có cái kiểu bàn chân như thế này đâu. Không có cái kiểu những cái tướng chân mà mình chuẩn bị mình chia sẻ đâu. Các bạn chỉ đón xem. Đấy, như các bạn cũng biết một cái điều là như này nhé. Một người mà nhìn người ta có khỏe không ấy, thì chúng ta nhìn vào cái đôi chân, nhất là cái đôi bàn chân. Các bạn phải hiểu là như này, ở cái gan, ở cái lòng bàn chân của chúng ta ấy, nó có đầy đủ tất cả những cái huyệt vị, cái nội tạng, ngũ tạng, tất cả những cái cơ quan ở trong cơ thể của các bạn ấy, nó đều có những cái dây thần kinh, nó đều có những cái huyệt đạo mà nó nằm từ cái lòng bàn chân, nó thông lên đến não của chúng ta. Các bạn chuẩn bị, các bạn ngó xuống bàn chân của các bạn. Cái video này là mình chia sẻ cho cả nam cả nữ. Các bạn chuẩn bị, các bạn ngó xuống bàn chân của các bạn xem các bạn có những cái dấu hiệu như thế này không nhé. Cái đầu tiên là như thế này. Bạn nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở ở bàn chân, nó nằm ở trên mu bàn chân ấy. Bạn để đi, bạn xem. Nốt ruồi son cũng được, mà nốt ruồi đen cũng được, nốt ruồi nâu cũng được, nốt ruồi gì cũng được. Nó nằm ở mu bàn chân. Thế này này, mình nói thế này này, những cái người mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở mu bàn chân nhá, thì những cái người này họ thường là những cái người mà có quý nhân phù trợ, những cái người này họ là cái người có tướng phú quý, chân trái cũng được mà chân phải cũng được. Cứ bạn nào mà có cái nốt ruồi nó nằm ở trên bàn chân ấy, những cái bạn này không những bạn là cái người có sức khỏe, bạn lại là những cái người, phải nói bạn là những cái người mà bạn ấy sống tốt, bạn sống chân tình, bạn ấy có cái số quý nhân, bạn ấy đi đâu bạn cũng được cái người, được mọi người kiểu như là giúp đỡ, khi bạn làm cái gì, khi bạn khó khăn cái gì, bạn đều có quý nhân ấy. Những cái người có cái nốt ruồi ở mu bàn chân ấy, rất may mắn, rất lộc. Cái số của người này là người ta nói là có kiểu như là có cái mệnh phú quý, mà có Bồ Tát phù hộ ấy. Thế nên ý, những cái bạn mà có cái nốt ruồi ở ở cái mu bàn chân ý, các bạn cứ nghiệm lại xem. Nghĩa là gì? Các bạn cứ làm cái gì mà khi mà các bạn kiểu như là trong cái cuộc sống của các bạn ý, các bạn có một cái gì biến cố, hay là có một cái nghịch cảnh gì mà nó xảy đến với các bạn ý, thì tự dưng như kiểu là có một quý nhân, có người đỡ, các bạn lại gặp kiểu như là trong cái họa lại có cái phúc, trong cái rủi lại có cái may, có cái người, người ta đến, người ta giúp đỡ các bạn liền, người ta giải quyết hộ các bạn mọi vấn đề khó khăn. Các bạn cứ để ý. Hơn nữa nhá, hơn nữa thì những cái người mà có cái nốt ruồi nó nằm ở mu bàn chân ý, những cái người này họ thường là những cái người bản thân họ may mắn, mà họ lại còn đem lại những cái may mắn đến cho những cái người xung quanh, nhất là những cái người thân, từ cha mẹ anh chị em, hay là những cái người thân, những người bạn bè của họ. Nghĩa là họ lây lan, họ lan tỏa được những cái may mắn của họ ấy. Họ là những cái người thích giúp đỡ người khác, người khác cũng giúp đỡ họ khi họ cần, khi họ mà gặp những cái chuyện gì. Nói tóm lại là những cái người mà, những cái bạn nào nhé, bạn có cái nốt ruồi ở nằm ở mu bàn chân ý, xin chúc mừng các bạn. Những bạn nào mà có cái nốt ruồi ở mu bàn chân, xin chúc mừng các bạn.
các bạn là nam hay là nữ, các bạn đều, nói chung là các bạn đều có một cái gia đình hạnh phúc. Là nữ thì các bạn là cái người mà kiểu như là có cái tướng, người ta gọi là cái tướng vượng phu ý tử, các bạn chăm sóc được chồng, được con. Các bạn là nam giới thì các bạn là cái người có trách nhiệm, các bạn là cái người mà luôn gánh vác có trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Nói chung cái cuộc sống của bạn ý rất may mắn, rất có tiền, cái hậu vận ý, cái hậu vận thì rất sướng. Các bạn hãy nhớ nhé, là những cái nét mà quý, những cái nét may mắn ở trên cái bàn chân mà hôm nay mình chia sẻ, bạn nào mà có ý, cái hậu vận của các bạn ấy sẽ rất là may mắn. Cái tuổi già của các bạn ấy, nói chung các bạn càng trung vận, càng hậu vận, các bạn càng là những cái người gặp rất nhiều may mắn. Một cái nét tướng thứ hai này, một cái đặc điểm thứ hai ở bàn chân này, cái này thì rất đúng nhá, các bạn nhớ nhá, cái này thì các bạn kinh nghiệm là rất đúng này. Các bạn hãy xem ở cái ngón chân của các bạn nhé. Các bạn xem cái ngón chân của các bạn, cái ngón trỏ ở cái bàn chân của các bạn, nghĩa là cái ngón trỏ nó cạnh cái ngón cái. Cái ngón đấy là cái ngón mà dài nhất. Các bạn để đi nha, các bạn để đi. Các bạn xem là cái bàn chân của mình, cái ngón trỏ có phải là cái ngón dài nhất hay không? Các bạn xem đi. Mình nói với các bạn là như này nha. Nếu như bạn nào mà có cái ngón trỏ ở bàn chân ấy là cái ngón dài nhất thì xin chúc mừng các bạn. Người ta đã nghiên cứu rồi. Chỉ có khoảng 13, 14, 15% là những cái người ấy, trong tổng số những cái người mà người ta nghiên cứu ấy, mới có được cái kiểu bàn chân như thế này. Vậy thì cái người mà có cái kiểu bàn chân như thế này, cái ngón trỏ nó là cái ngón dài nhất, thì họ là như thế nào? Để mình nói cho các bạn như thế này. Có một cái đặc điểm chung là như thế này. Dù là nam hay là nữ mà có cái kiểu bàn chân như thế này, họ đều là những người mà rất mạnh mẽ. Họ là những người không bao giờ họ thích dựa dẫm vào người khác. Họ còn là những người rất thành công, họ làm cái gì cũng rất thành công. Những cái người này thì cực kỳ nhạy bén, những cái người này thì rất là thông minh. Nói chung cái cuộc sống của người này, trong cái công việc, trong cái sự nghiệp, trong mọi thứ, họ đều là những người họ làm cái gì cũng thuận lợi, làm cái gì cũng suôn sẻ. Các bạn hãy để ý, đa phần những cái người mà có cái ngón chân trỏ mà dài nhất, họ đều là những người rất may mắn trong cuộc sống. Nói chung những cái người này họ sẽ là những cái người mà hưởng phúc đến già. Mình nói nhân những cái bạn, đặc biệt là như này, các bạn hãy lưu ý này, những cái người có cái ngón chân trỏ ấy, mà nó dài nhất ấy, thì đa phần là cái từ mà từ cái thời trẻ ấy. Từ cái thời trẻ có thể họ là những cái người mà khá là bôn ba nhá, khá là lận đận, khá là bôn ba nhiều cái. Họ phải nỗ lực rất nhiều điều, nhưng mà bắt đầu cứ ở cái độ mà trung vận đổ ra ấy, họ là những cái người mà cực kỳ là ok, họ lại cực kỳ là may mắn an nhàn. Cái cuộc sống của họ càng ngày càng khâm khá. Các bạn hãy đi. Người này thì độc lập lắm. Người này thì không bao giờ dựa dẫm, không bao giờ ỷ lại, rất tự giác. Làm cái gì họ là những cái người có ý chí. Họ làm cái gì họ làm đến nơi đến chốn. Không phải là cái người mà kiểu như là cứ khó một tí bắt đầu lại bỏ hay là lại nhảy sang việc khác. Không, cái người có cái ngón chân như thế này, các bạn cứ để đi, các bạn tự để đi cho chính mình đi. Thế nên những cái bạn nào mà có cái kiểu ngón chân ấy, cái ngón chân trỏ các bạn mà dài ấy, các bạn cứ yên tâm, mà dài nhất ấy, các bạn cứ yên tâm là cái cuộc sống các bạn càng về hậu các bạn càng ok.
Mà các bạn hãy để ý nhé, cũng có một cái điều là như thế này nhé, các bạn cứ để ý những cái người mà có cái ngón chân trỏ ấy mà nó dài nhất ấy, nó cao nhất ấy, thì những cái người này nhé, dù là nam hay là nữ, các bạn đều là những cái người mà có cái gì đó nó vươn lên, nó mạnh mẽ lắm. Các bạn ấy kiểu như là các bạn cũng không kiểu như là các bạn cũng không thích có quá nhiều mối quan hệ đâu, các bạn cũng không thích kiểu như là có cái gì mà nó sơ bồ hay là như nào đâu. Ừ, các bạn cũng là một cái người mà đôi khi các bạn kiểu như là các bạn cứ thích kiểu như là có một cái gì nó ẩn giật, nó ẩn giật, nó cứ ẩn giật, nó cứ có một cái gì các bạn thích, có một cái người ta gọi là có một cái khoảng, có một cái khoảng riêng ấy, có một cái khoảng riêng ấy. Các bạn không thích dựa dẫm, không thích nhờ vả, nhưng những cái người thân, con cháu các bạn hay là như thế nào ấy, họ đều là những cái người rất hiếu thảo với các bạn. Ừ, nói chung cái cuộc sống các bạn đều là ok, các bạn hãy nhớ cái hậu vận các bạn rất tốt. Một cái điểm nữa này, một cái điểm nữa nhé, các bạn nhớ nhé, một cái điểm này rất quan trọng. Bạn nào mà có cái lòng bàn chân của bạn ấy nó lõm sâu, cái lòng bàn chân của bạn nó lõm sâu, các bạn để ý nhé, cái lòng bàn chân mà lõm sâu ấy thì đây là cái tướng rất là phú quý. Tướng rất là phú quý thì mình nói là như thế này này, nếu mà để mà xét về khoa học thì người ta nghiên cứu là như thế này, cái người mà có cái bàn chân nó càng bằng phẳng thì cái người đó là cái người có nhiều sức khỏe, bởi vì cái chân người ta đi trên mặt đất thì nó phải có cái độ bằng phẳng thì nó mới bám được đất, nó mới vững. Nhưng mà ấy, xét về nhân tướng thì là như thế này, cái người mà có cái lòng bàn chân ấy mà nó lõm sâu ấy thì đây lại là những cái người rất biết quản lý tài chính, và đây là những cái người rất có nhiều tài sản, và họ là những cái người biết che giấu cái sự giàu có của mình. Nghĩa là người này ấy có rất nhiều tiền nhưng người ta biết, người ta kín. Người ta có rất nhiều tài sản nhưng mà người ta kín, người ta biết che giấu. Và cái người này họ là cái người rất biết quản lý tài chính, rất biết chi tiêu, rất biết quản lý tài chính, rất biết kiếm. Thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, mình nói các bạn là như thế này này, Cái người mà kiếm ra tiền ý, cái quan trọng nhất là họ phải là cái người mà giữ được tiền. Họ phải biết thu, biết chi cho nó hợp lý. Còn các bạn cứ để ý đi, bây giờ bạn mà có kiếm tiền, bạn có kiếm giỏi như thế nào ấy, mà bạn không biết giữ tiền ấy, bạn kiếm xong bạn đốt, thì lấy đâu ra giàu có được. Cái cuộc sống các bạn lận đận như bình thường. Mình đấy rất nhiều người, người ta, cái người nghèo không phải là cái người không biết kiếm tiền, không biết làm ra tiền. Cái người nghèo là cái người mà không biết giữ tiền ấy, các bạn hãy nhớ đấy. Các bạn hãy nhớ đấy, cái người nghèo thì người ta tiêu tiền buồn cười lắm. Người ta là những cái người kiếm tiền khá là tốt, kiếm được khá là nhiều, nhưng cái cách mà người ta tiêu tiền thì thôi. Mình nói tiêu như cái kiểu như là sợ là để tiền trong túi là nó mất ấy. Sợ như kiểu là để tiền trong túi là nó bay hơi đi. Thế nên là họ mà cứ có tiền một cái, cứ có cái khoản tiền nào cái là họ phải nghĩ cách để mà tiêu tiền. Tiêu tiền như vậy thì lấy đâu ra mà giàu, lấy đâu ra mà tiết kiệm được. Nhiều khi mình nói nha, những cái người nha, có những cái người rất buồn cười. Quần áo người ta ấy thì một tủ, quần áo thì rất nhiều, không mặc đến cả năm, không động đến, không mặc đến, nhưng mà cứ đi shopping, đi đến những cái trung tâm mua sắm ấy, cứ nhìn cái
áo nào đẹp, cái quần nào đẹp, thế này thế kia, là người ta cứ rước về luôn. Mà đâu phải rẻ đâu, là cứ rước về. Hoặc là những cái túi sách, những cái túi sách hàng hiệu rất nhiều, có dùng đến đâu, mua về có dùng đến đâu, thế mà đi thấy đẹp là cứ mua. Cứ mua nghĩa là không, người ta không kiểu như là người ta không kiềm chế được ấy. Người ta nhìn, người ta thích là người ta nhích. Nhiều khi biết là không sử dụng mà cứ mua. Mình nói đây là cái thói quen, đây là cái thói quen không bao giờ, cái người biết quản lý tài chính không bao giờ người ta làm vậy. Các bạn hãy nhớ đấy, cái người biết tài chính ý, biết quản lý tài chính ý, đôi khi là người ta biết là người ta phải tiết kiệm tiền để dần dần người ta lấy cái số tiền người ta tiết kiệm ấy, người ta đầu tư để người ta làm một cái việc gì đó để cho cái đồng tiền nó đẻ ra đồng tiền thì người ta mới an nhàn được. Chứ bạn mà cứ như thế thì đến bao giờ bạn mới an nhàn được, bạn mới có tiền được? Bạn có kiếm được 1 tỷ một ngày mà bạn tiêu hơn 1 tỷ một ngày thì bạn chẳng có cái gì, đúng không? Ví dụ là như vậy, đúng không nào? Đấy, thế nói chung là thế này. Những cái bạn ý, kể cả là nữ hay là nam, nếu như các bạn là cái người mà có cái lòng bàn chân các bạn lõm sâu ấy, các bạn là cái người có cái số phú quý, các bạn là cái người giữ được tài sản, biết quản lý tài sản, các bạn là những cái người hay gặp những cái may mắn, các bạn làm cái gì nó cũng thành công, nó cũng thuận lợi. Những cái bạn này không những là các bạn là những cái người giỏi kiếm tiền, các bạn còn là những cái người có địa vị ở xã hội. Các bạn thường là, nói chung các bạn là cái người mà có cái số quyền quý. Các bạn thường là cái người mà thế này này. Các bạn cứ để ý tất cả những cái người mà người ta là những cái người mà có cái tuổi già mà người ta an nhàn ấy, người ta sung túc, người ta đầy đủ ấy. Các bạn hãy xem cái bàn chân của người ta. Nó lõm, nhìn nó cong, nó lõm, nhìn nó rất đẹp. Nhiều tiền lắm. Các bạn cứ để ý. Nói chung những cái người này họ là những cái người không bao giờ thiếu tiền, họ là những cái người quyền quý, họ là những cái người may mắn trong cuộc sống. Những cái người này rất giỏi kiếm tiền và rất giỏi giữ tiền, rất biết quản lý tài chính. Họ là những người rất may mắn, cái hậu vận cực kỳ là ok. Đấy, bạn nào mà có cái tướng, cái bàn chân các bạn lõm, xin chúc mừng các bạn. Một cái kiểu bàn chân nữa. Các bạn ấy, bạn nào mà cái bàn chân của bạn đầy đặn, nhiều thịt ấy, nhìn nó cứ dày dặn, nhìn nó cứ đầy đặn mà nó nhiều thịt ấy. Mình nói đây là cái bàn chân nhá. Cái bàn chân này dứt khoát là cái bàn chân có tiền. Nam hay là nữ, nếu như mà họ là cái người mà có cái bàn chân đầy đặn, dày dặn mà nhiều thịt ấy, đây là những người rất có tiền, rất may mắn, họ làm cái gì họ cũng thành công. Cái người bạn phải nhớ là thế này, tất cả những cái người bàn chân mà dày dặn đầy đặn ý, mà nhiều thịt ý, họ đều là cái người có sức khỏe, họ đều là cái người rất có sức khỏe. Cái chân là cái trụ, cái bàn chân ý, cái bàn chân mình hỏi các bạn nhé, nếu như cái phần dưới, cái phần trụ, cái phần đế các bạn ý, nó mà không vững, nó mà nhỏ bé, nó gầy guộc, nó mỏng manh, nó yếu đuối ý, thì làm sao nó nâng đỡ được toàn bộ cái cơ thể các bạn, làm sao mà nâng đỡ được. Vậy nên ý, cái phần đế, cái phần bàn chân của các bạn ý, mà nó đầy đặn, nó khỏe mạnh ý, nó nhiều thịt, nó đầy đặn, các bạn là cái người có sức khỏe. Và từ đó các bạn có sức khỏe ý, thì các bạn mới có cái tinh thần được, các bạn mới thông minh, các bạn mới sáng suốt được, các bạn làm cái gì nó mới thuận lợi, nó mới thành công được. Các bạn có sức khỏe thì các bạn mới chăm chỉ được. Chứ các bạn mà cái sức khỏe các bạn mà không có ấy, các bạn làm cái gì, các bạn làm đến một nửa, các bạn mệt, các bạn bỏ giờ,
các bạn cạn kiệt cái tinh lực, cái sức khỏe các bạn kém, các bạn không thể làm tiếp được, không cố gắng được. Và cái người mà sức khỏe kém ấy, thì người ta nói là cái kiểu như là lực bất tòng tâm ấy, cái kiểu nghĩa là đôi khi nghĩa là cái người mà sức khỏe kém lại là những cái người mà nhiều khi người ta hay lười, hay trốn việc ấy. Làm cái gì người ta không duy trì đến cùng, những cái kiểu là đầu voi đuôi chuột ấy. Ban đầu thì làm rất là cẩn thận, rất là hào hứng, nhưng mà càng làm càng bắt đầu càng cái kiểu như là bỏ bê, bỏ trễ, càng cái kiểu như là không có một sự cố gắng, không có cái trách nhiệm ấy. Ừ, thế nên ấy, mình nói những cái người mà có cái bàn chân ấy, có cái bàn chân mà đầy đặn, mà dày dặn, mà nhiều thịt ấy, những cái người này họ làm cái gì, họ làm đến nơi đến chốn. Những cái người này kể cả là trong giao tiếp, họ giao tiếp với mọi người rất là chân thành, rất là chân tình. Cái người này thì là cái người mà kiểu như là người có trách nhiệm ấy. Các bạn cứ để ý đi. Và mình để ý rồi, những cái người giàu ấy, những cái người nhiều tiền ấy, bao giờ mình cũng thấy là cái bàn chân của họ rất đầy đặn, nhìn rất nhiều thì rất đầy đặn. Các bạn cứ để ý. Ừ, nó rất là lạ như thế, cả nam cả nữ. Nói chung mình nói nhá, những cái người này họ là những cái người mà kiểu như là rất đáng tin cậy, họ là những cái người mà có uy tín. Cho dù như họ làm bất cứ đâu, họ kể cả cho dù họ có làm cấp dưới, làm nhân viên, thì họ cũng là những cái người mà được cấp trên ý, được lãnh đạo rất tin tưởng. Mà họ mà làm sếp ý, họ mà làm lãnh đạo ý, thì họ cũng được bên dưới nhá, họ cũng được bên dưới, được nhân viên, được những cái người bên dưới cũng rất là tôn trọng, và cũng rất là tin tưởng, cũng sẵn sàng mà dốc hết lòng, dốc hết sức ấy, để mà phục vụ, để mà cống hiến ấy. Nói chung những cái người mà có cái bàn chân đầy đặn, dày dặn, họ đều là cái người có phúc, đều là cái người có phúc. Các bạn biết là đã là có phúc thì là có lộc, cái chuyện đương nhiên là như vậy. Các bạn cứ để ý đi. Có một cái điều là như thế này, các bạn nhớ nhé, có một cái điều là như này, mình lưu ý có một cái điều là như này. Nếu như cái bàn chân mà đầy đặn, mà dày dặn ý, nhiều thịt ý, ở nữ, ở cái người phụ nữ, thì những cái người này, cái thời trẻ của họ ý, cũng khá là vất vả. Nói chung là lúc bé thì họ là những cái người mà vất vả. Nhưng mà càng lớn càng trung niên ý, càng lớn càng trung niên, càng về hậu vận, thì họ lại là những cái người mà luôn đầy đủ, họ luôn là những cái người mà thừa thãi tiền bạc. Càng lớn càng về hậu vận, họ càng ok. Họ càng ok. Tóm lại là những cái người mà có cái bàn chân đầy đặn nhiều thịt, họ là những cái người mà rất viên mãn trong cuộc sống. Vừa có tiền, vừa có may mắn, vừa có chức, có quyền, có địa vị. Họ vừa là những cái người nói chung là có sức khỏe, cái gì họ cũng ok. Xin chúc mừng các bạn. Một cái điểm nữa là như thế này, bạn ngó xuống cái bàn chân các bạn đi, bạn ngó xuống những cái ngón chân của các bạn. Cái ngón chân của các bạn nó có cái điểm gì? Ngón chân của các bạn ý, các bạn nhớ này này, những cái đầu ngón chân của các bạn mà nó tròn trịa. Đấy, các bạn để ý đi, những cái đầu ngón chân của bạn nó tròn. Mình nói nhá, 10 cái đầu ngón chân của các bạn ý, nó tròn. Cái móng chân của các bạn ý,
nó bóng, nó khỏe, nó bóng. Cái ngón chân của bạn nó tròn. Mình nói nhá, hiếm nhá, chứ không phải là ai cũng có đâu. Nhiều bạn ý, cái đầu ngón chân của các bạn ý, nó cứ bẹt 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 ý. Nhưng mà cái đầu ngón chân của các bạn mà nó tròn nhá, rồi nó đi kèm với cả những cái móng chân của các bạn nó bóng ý, các bạn là cái người rất may mắn. Những cái bạn này nhá, mình nói nhá, những cái bạn này, các bạn đa phần các bạn là những cái người mà sống kiểu như là có hậu, có trước, có sau ý. Các bạn nhìn các bạn rất phúc hậu. Các bạn đều là những cái người, mình nói như tiền bạc các bạn không bao giờ các bạn thiếu luôn ý. Không bao giờ các bạn thiếu về tiền bạc luôn. Đôi khi ok, cái thời trẻ của các bạn cái thời trẻ của bạn có thể là cái lúc này lúc kia, đúng không? Lúc này lúc kia, đôi khi là có những cái lúc mà kiểu như là không có tiền, gái thì tự dưng cứ hết tiền lại có, hết tiền lại có. Nhưng mà bắt đầu ở cái độ trung niên cho đến cái hậu vận của các bạn ý, không bao giờ các bạn thiếu tiền luôn. Cái may mắn nó cứ luôn đến, cái lộc nó cứ luôn đến với các bạn ý. Và những cái bạn nha, mình nói những cái bạn mà có cái kiểu ngón chân như thế này nhá, kiểu ngón chân tròn nhá, cái móng chân bóng bóng ấy, các bạn là những người các bạn sống rất là bao dung, rất là bao dung, rất độ lượng. Các bạn cứ để ý đi, cái ngón chân tròn, cái đầu ngón chân tròn, các bạn hãy để ý, sống độ lượng, sống bao dung lắm. Mình nói các bạn hãy nhớ nhé, cái người mà sống mà độ lượng, mà sống bao dung ấy, những cái người đó là những cái người cái sức khỏe người ta luôn tốt. Các bạn hãy nhớ, cái bạn nào nhé, cái bạn nào mà bạn sống mà bạn hẹp hòi nhé, mà bạn cứ ghen tị, bạn đố kỵ, bạn hay giận dữ, bạn hay nóng nảy, bạn hay ghét người này ghét người nọ, bạn hay thù hận người này người kia, nói chung là bạn là những cái người mà có cái thái độ ấy, luôn luôn là một cái gì đó nó tiêu cực ấy, bạn luôn bất mãn ấy, thì các bạn cứ yên tâm, các bạn là cái người thứ nhất cái sức khỏe các bạn nó sẽ kém, các bạn hãy nhớ đấy. Cái thứ hai ấy, nha, cái thứ hai, cái phúc của bạn nó cũng mất đi, nó mất nhiều đấy. Và các bạn là những cái người cái lộc nó hạn chế cực kỳ luôn, cái lộc lại càng kém, các bạn hãy nhớ đấy. Các bạn phải nhớ một cái điều là như thế này này, con người ta nếu sống có đạo đức, sống có nhân, có đức, có độ lượng, có một cái sự thành tín, là một cái con người thành thật, là một cái người mà chân thành, là cái người chân tình, là cái người bao dung độ lượng, là cái người tử tế, sống có tình cảm tình người, người ta rất khỏe mạnh. Người ta rất khỏe mạnh, người ta không âu lo, người ta không lo toan, người ta không phải mưu tính. Cái đầu của người ta nó nhẹ nhàng, nhẹ nhõm. Người ta rất khỏe mạnh, cái tinh thần của người ta rất mạnh. Hơn nữa nha, người ta đã là cái người mà khỏe mạnh, cái tinh thần, cái minh mẫn, cái độ sáng suốt người ta có. Người ta làm cái gì cũng ra lộc, người ta làm cái gì người ta bền bỉ, người ta sẽ có ý chí, người ta sẽ có cái độ thông minh. Các bạn hãy nhớ đấy. Thế nên ý, ở đời người ta vẫn nói một cái câu là như thế này này, người ta vẫn nói là nhân quả. Nhân quả là cái gì? Nhân quả là bạn ý mới chính là nhân quả của bạn. Bạn tốt hay bạn xấu, bạn sướng hay bạn khổ là do bạn. Là do bạn. Bạn là cái người tốt, bạn tử tế, bạn không nóng nảy, không nóng giận, không hại người, không làm những cái việc mà sai trái, không làm những cái việc mà lợi mình hại người, không làm những cái việc mà vi phạm pháp luật, không lừa đảo, không dối trá, đúng không? Không hãm hại ai. Bạn sẽ là cái người có cái nhân quả tốt nhất cho bạn. Bởi vì cái não của bạn, cái đầu của bạn ấy, nó sẽ cảm thấy nó yên tâm, nó cảm thấy nó vô tư, nó thanh thản. Chỉ còn bạn là cái người, bạn có giàu, bạn có một núi tiền, nhưng mà cái đồng tiền của các bạn thường nghĩ, nếu như các bạn kiếm tiền, cái đồng tiền của các bạn nó không chân chính, các bạn nơm nớp,
các bạn lo lắng liền. Không biết một ngày nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, người ta đến người ta bế các bạn đi lúc nào không biết. Nếu các bạn là cái người mà kiểu như là những cái kiểu như là cái kiếm tiền của bạn nó không thật thà, đúng không? Các bạn làm những cái điều mà bất chấp, các bạn làm những cái điều mà kiếm tiền mà cố tình vi phạm pháp luật gì đó, nói chung là nó liên quan, nó ảnh hưởng. Thì các bạn thử nghĩ đi, các bạn có một đống tiền, có một núi tiền. Liệu các bạn có được bình yên không? Các bạn có được thanh thản không? Các bạn có được an nhiên không? Các bạn có được tự tại không? Các bạn có được bình tĩnh không? Hay là các bạn lo lắng, các bạn lo sợ? Mà lo lắng, lo sợ, bất an ý, thì các bạn biết rồi. Nó sinh bệnh, sinh tật trong người. Mà sinh bệnh, sinh tật trong người thì tất nhiên là sức khỏe nó yếu thì cái tuổi thọ nó cũng kém. Các bạn cứ để ý đi, đúng không? Các bạn hãy nhớ một cái điều đó. Thế nên nhiều khi trong cuộc sống là người ta biết tha thứ, người ta bao dung, người ta độ lượng. Đấy là cái người mà có trí tuệ đấy. Đấy mới là những cái người thông minh thật sự. Đấy mới là cái người khôn ngoan. Còn cái người mà cứ lúc nào cũng tỏ ra là hơn người, cái tôi thì to tướng, xong rồi làm cái gì thì làm, nhưng mà lúc nào cũng khôn vặt, lúc nào cũng chỉ muốn là tự tư tự lợi. Ai như thế nào không cần biết, miễn là mình phải là cái người mà được lợi nhất, giỏi nhất, được mình phải là cái người mà được người khác rồi phải chú ý nhất, thế này thế kia, lúc nào cũng tự mình nói cái đầu óc các bạn như thế, các bạn cứ lo toan như thế để làm cái gì. Các bạn càng làm như thế thì các bạn nhiều khi là cái phúc các bạn mất đi thôi, cái sức khỏe mất đi thôi. Cái người mà suốt ngày toan tính lo toan mệt mỏi, cái người mà suốt ngày hận thù ở trong lòng, hận thù ở trong đầu, ghét người này, ghét người kia. Các bạn là như thế thì các bạn, cái độc tố ở trong con người các bạn nó phát sinh ra rất là lớn. Người ta đã nghiên cứu rồi nhá, hôm nay mình tiết lộ cho các bạn là như này. Người ta đã nghiên cứu rồi. Khi mà một người mà nóng giận ý, thì cái hơi thở của người đó ý, nó có rất nhiều độc tố trong cái hơi thở. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là khi bạn nóng giận, bạn giận dữ, hay là bạn lo lắng, bạn buồn phiền, bất cứ một cái gì, thì ở trong cơ thể của các bạn ấy, nó đã sản sinh ra độc tố rất nhiều. Cái điều này rất nguy hại. Bạn hãy nhớ là như thế này này. Bạn chỉ 1 phút, 2 phút, 3 phút bạn nóng giận, thì cái năng lượng của bạn ấy nó tiêu hao ấy, nó bằng cái người mà chạy bộ khoảng 3 km. Bạn hãy nhớ là như vậy. Mà chỉ 3 phút bạn nóng giận thôi, 3 phút nóng giận thôi là nó đã tiêu hao như thế rồi. Các bạn thấy nó tổn hại kinh không? Nó tổn hại rất kinh. Thế nên các bạn thấy là những cái người mà người ta hay nóng giận ấy, cái người mà người ta là cái người mà hay toan tính, hay mưu tính, hay làm những việc xấu ấy, các bạn để ý đi, cái mặt của người ta nó tối tăm cực kỳ luôn. Cái sắc da, cái sắc diện, cái sắc mặt của người ta ấy, nó tối tăm, mà nhìn nó hung dữ, nhìn nó có một cái gì đó, nó rất khó gần. Sức khỏe người ta không có. Cái sức khỏe người ta không có, cái độc tố trong người ta nó nhiều. Và những cái người đó rất bồn chồn. Nhìn cái người đó nóng, nóng vội, nóng nảy, gấp gáp, bồn chồn lắm. Người ta không mạnh, người ta không khỏe, người ta yếu. Mọi thứ người ta đều yếu. Và những cái người đó chắc chắn là những cái người đó không may mắn. Người đó sẽ là cái người mà không gặp may mắn trong cuộc sống. Cái người đó không bao giờ gần được những cái người mà tốt, những cái người mà có được nhiều những cái cơ hội. Người ta bảo giàu vì bạn, sang vì vợ. Nếu bây giờ mà bạn là cái người, bây giờ bạn là cái người mà không ra gì, bạn là cái người mà cái tâm đức của bạn, cái cách sống của bạn ấy, nó không bao dung, nó không độ lượng, nó là cái người mà hẹp hòi, nó là cái người mà lật mặt, nó là cái người cháo trở, là cái người vô ơn ấy, thì bây giờ bạn chơi với ai? Có cái người chân thành tử tế, có cái người tốt, có cái người mà hiểu biết nào mà người ta dám kết giao với bạn không? Hay là người ta gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn là cái người như thế thì bạn chỉ tìm được những cái người mà như thế. Mà tất cả những cái kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ấy, cái người xấu mà tìm người xấu để mà kết hợp ấy,
thì phản bội nhau, bán đứng nhau lúc nào không biết. Hở ra một cái là lừa đảo nhau ngay, hở ra một cái là dở mặt nhau ngay. Và những cái người như thế thì cuộc đời ấy, lấy đâu ra may mắn, lấy đâu ra thuận lợi. Thế nên tóm lại là như này, cái gốc thì vẫn là cái gì, cái gốc thì vẫn là phải sống làm sao ấy, cho nó đạo đức, cho nó bao dung, cho nó độ lượng. Đừng có hận thù ai, đừng có ghét bỏ ai cả. Đừng có tỏ ra mình là ghê gớm, đừng có tỏ ra mình là cái tôi của mình nó cao. Đừng có cho rằng mình là cái gì, mình chả là cái gì cả. Mình giỏi đây, người giỏi hơn. Cứ khiêm tốn nhẹ nhàng, sai người ta góp ý thì ok, nhận. Không phải thế này thế kia, đúng không? Các bạn công nhận không? Đấy, đại loại là như vậy. Quay trở lại với vấn đề. Quay trở lại, những cái bạn mà các bạn là những cái người mà có 10 cái đầu ngón chân mà nó tròn nhá, mà cái móng chân của bạn nó bóng. Bạn là cái người bao dung, bạn là cái người bao dung độ lượng, bạn là cái người mà sống tốt, bạn là cái người sống chân tình chân thành. Nói chung bạn là cái người rất có phúc có lộc. Bạn đối xử với người ta tốt thì người ta sẽ đối xử với bạn tốt, đấy là cái điều đương nhiên. Bạn có là lãnh đạo, bạn có là sếp ấy, mà bạn đối xử tốt với cấp dưới, với nhân viên của các bạn, thì họ ấy mới dốc sức, họ mới cống hiến cho bạn. Đấy là cái điều mà các bạn thành công, là các bạn là cái, đấy là cái điều đương nhiên. Và những cái bạn này có 10 cái đầu ngón chân ý, mà nó tròn ý, mà cái móng chân của các bạn nó bóng ý, các bạn là những cái người ý, càng về già càng về hậu, các bạn là những cái người mà càng may mắn càng thuận lợi, các bạn viên mãn. Một cái điểm nữa nha các bạn, nhìn nha. Cái điểm này rất quan trọng. Các bạn nhìn vào cái gót chân của các bạn. Cái gót chân của bạn nhá, nó phải là hồng hào, nó nổi rõ. Cái gót chân của bạn nó to, nó nổi rõ và nó hồng hào. Rất quý, mình nói. Cái người mà có cái tướng chân này, có cái gót chân kiểu này rất quý. Các bạn vẫn thấy là người ta vẫn cứ có cái câu là như thế này này, gót son, gót hồng ấy, gót chân, gót son, gót hồng ấy. Chỉ có người nhá, mình nói các bạn nhá, chỉ có những cái người mà cái tướng người ta quyền quý, cái người mà tướng của người ta nhiều phúc khí, cái người mà may mắn ấy, họ mới có được cái gót son, nghĩa là cái gót chân nó hồng hào nhá, cái gót chân nó đẹp. Gót nó to, nó hồng hào, nó nổi rõ, nó đẹp. Cái tướng này rất quý, cái tướng này rất nhiều tiền, rất may mắn. Các bạn hãy nhớ là như thế này nhá, những cái người mà gót chân của người ta ấy, nó còn có những cái người cái gót chân người ta nó nứt nẻ, nó nứt toác ra ấy. Những cái người mà gót chân mà nứt nẻ nhiều, nứt nhiều, khô nhiều, nứt nhiều ấy, những cái người đó là những người không thể giàu có được đâu. Những cái người đó thì giỏi lắm, người ta chỉ ở cái mức độ mà kiểu như là trung bình thôi. Có trung bình, có khá được một tí thôi. Không thì mình còn chưa nói là những cái người nhá, có những cái người mà chân người ta khô mà cái gót chân người ta nứt nẻ, nứt toác, người ta là người vất vả vô cùng. Cuộc sống vất vả vô cùng, vừa vất vả vừa khó khăn. Làm thì chưa ráo mồ hôi đã hết tiền. Rất nhiều người là như thế. Nhưng mà ngược lại những cái người mà có cái gót, người ta gọi là gót son ấy, gót hồng ấy, cái gót chân người ta hồng hào, người ta đẹp đẽ. Bạn cứ để ý đi, bạn cứ để ý đi. Những cái người đó, người ta lắm tiền, người ta quá nhiều tiền luôn ấy. Trong cái cuộc sống người ta không bao giờ người ta phải lo gì đến cái chuyện mà tiền nong hay là như thế này thế kia. Cái người đó gần như là mình nói, cái người này gần như là khi mà người ta sinh ra, người ta đã là cái người mà, cái số người ta đã là may mắn, người ta đã là cái người mà quyền quý rồi. Cái phúc khí người ta lớn. Các bạn cứ để, các bạn để xuống cái gót chân của mình ý. Các bạn cứ để đi. Nếu như các bạn là cái người mà cái gót chân của bạn nó nổi rõ,
mà nó hồng hào, nó là cái gót son ý. Các bạn may mắn vô cùng luôn. Các bạn là những cái người vừa giàu lại vừa sang, vừa giàu lại vừa sang. Mình nói nhá, cái người mà vừa giàu vừa sang ấy thì người ta mới là cái người ấy, có cái phúc khí lớn. Còn cái người mà giàu mà không sang ấy, cái phúc khí người ta mỏng, cái phúc người ta mỏng. Mình nói có đầy người giàu mà không sang. Cái người giàu mà không sang thì kể cả là người ta đi ra ngoài, người ta nhặt được một bọc tiền thì người ta cũng trở thành là người ta giàu. Hay là người ta đi làm một cái việc gì mà người ta vi phạm pháp luật, người ta không cần biết đúng sai như thế nào, miễn là có tiền là người ta làm, người ta đâm đầu vào người ta làm ấy, cái đồng tiền làm mờ mắt người ta ấy, thì người ta cũng có thể là người ta giàu được. Nhưng mà người ta không sang. Các bạn cứ để ý, chứ đâu phải là cứ giàu cứ có tiền là sang đâu. Mà cái người nhá, mình nói nhá, cái người mà giàu mà không sang thì là cái phúc người ta kém, cái phúc khí, cái đạo đức của người ta nó kém, cái phúc khí người ta nó kém. Thì đôi khi người ta sẽ không, người ta gọi là dựng được mà không giữ được, dựng được mà không giữ được. Nghĩa là gì? Cái phúc nó chưa đủ mà cái lộc nó đến quá nhiều ấy, nó vô tình ý, nó thành cái họa. Nó vừa không giữ được lộc mà nó lại là cái họa. Tưởng là phúc nhưng lại là họa. Các bạn hãy nhớ một cái điều đó. Bằng chứng là bao nhiêu người người ta kiếm được một đống tiền, rồi người ta có kịp tiêu tiền đâu. Không kịp tiêu tiền mà gặp họa liền, vi phạm pháp luật liền. Còn nhiều việc nó xảy ra ấy. Kiếm được rất nhiều tiền mà đâu có được tiêu đâu. Thì kiếm như thế để làm gì? Nhắm mắt nhắm mũi vào để mà kiếm, để kiếm lợi mà không kiếm mà không được hưởng, kiếm mà không được tiêu, thế có phải là dại không? Có, đấy là họa đấy. Đấy là cái người giàu mà không sang. Cái người nhá, mà cái gót chân mà hồng ấy, gót chân mà hồng hào, gót gót son, gót hồng hào ấy, cái gót chân nó nổi rõ lên ấy, nhìn nó đẹp ấy. Mình nói các bạn nhá, những cái người này họ là những cái người ấy, nói chung là cái đạo đức của họ là có, cái tấm lòng của họ là có. Họ là những cái người có cái cách sống, có cái nhân cách. Những cái người này họ cư xử với người khác á, họ cư xử với người khác rất là có một cái, người ta gọi là có một cái chân tình ở trong đó, có một cái nhẹ nhàng, có cái thấu hiểu ở trong đó. Những cái người này thì họ từ những cái cử chỉ của họ rất là nhẹ nhàng, rất là quý phái. Nữ thì quý phái mà nam thì nhìn có một cái gì đó nó rất là đức độ. Các bạn cứ để ý. Cái người giàu sang ấy, vừa giàu vừa sang ấy, cái phong thái người ta nó vẫn khác, cái phong thái người ta nó vẫn khác. Người ta có chừng mực, không phô trương nhưng mà cũng không tỏ ra là phải là kém cỏi gì, không phải tỏ ra là yếu đuối kém cỏi hay là sợ hãi hay là nhút nhát gì. Nhưng người ta cũng không khoe khoang, người ta cũng không phô trương, người ta cũng không kênh kiệu. Ai chân thành, ai ai tốt như nào người ta đối xử người ta biết, và người ta sẽ đối xử lại y như vậy. Còn những cái người mà người ta cho rằng là những cái người này là không gần được ấy, là người ta giữ khoảng cách liền, người ta giữ khoảng cách liền. Nhưng mà người ta không tỏ ra là cao ngạo, khinh người hay là coi thường người khác. Các bạn cứ để ý cái cách cư xử của những cái người, nói chung là những cái người mà có cái gót chân ấy, gót chân son này là gót chân hồng ấy, đây là những người có cái kiểu như vậy đấy. Những cái người này thì cái phúc, cái lộc của họ thì may mắn lắm. Họ thường thường họ nói chung họ là cái người mà gần như là kiểu như là sinh ra cho đến về về già ấy, họ luôn là cái người viên mãn, cái cuộc sống của họ luôn đầy đủ, luôn sung túc, luôn viên mãn. Thế nên bạn nữ bạn nam nào mà có cái gót chân hồng ấy, cái gót chân mà các bạn nó nổi rõ lên ý nhá, nó to, nó nổi rõ mà nhìn nó hồng ý, xin chúc mừng các bạn. Nó hồng mà nó mềm mại nhá, chứ đừng nó không được khô nhá, nó không được khô, nó không được cứng, nó không được nứt nẻ nhá, thì xin chúc mừng các bạn. Các bạn là những cái người mà kể cả là về già các bạn, nói chung là cuộc đời các bạn là ok.
Một cái điểm nữa các bạn để ý này. Bạn nào mà có cái nốt ruồi nó nằm ở lòng bàn chân. Các bạn để ý đi. Nốt ruồi nằm ở lòng bàn chân. Nốt ruồi đen được, mà nốt ruồi son cũng được. Nốt ruồi son thì là càng tốt, mà nốt ruồi đen thì cũng vẫn tốt như thường. Bên trái cũng được mà bên phải cũng được. Mình nói với các bạn là như thế này nhé. Những cái người mà có nốt ruồi ở lòng bàn chân ý, đều là may mắn. Những cái người này rất may mắn. Những cái người này họ là những cái người phải nói họ là những cái người. Cái người này nhá, cái người này lại, cái số của họ ý, lại được đi đây đi đó, đi chu du khắp nơi. Được đi đây đi đó, được chu du khắp nơi. Cái người này thì rất may mắn. Cái người này vừa tiền bạc vừa thành công, vừa tiền bạc vừa, nói chung ý, họ là những cái người mà mình nói với các bạn là thế này này. Người ta đi khắp nơi ý, là người ta đi chơi, đi du lịch, chứ không phải là đi mà kiểu như là đi để mà kiếm sống, để mà lay lắt, để mà thế này thế kia. Ok, người ta đi công việc, nhưng mà cái công việc người ta như là vừa chơi, vừa làm vừa chơi. Người ta an nhàn mà người ta đi có một cái gì đó đối với người ta ấy. Người ta có cái lộc, cái lộc của người ta là lộc được đi đây đi đó, được người ta mời. Ví dụ bạn đang ở đây mà bạn có cái người nào đó mà người ta ở nước ngoài, ở chỗ này chỗ kia ấy, người ta sẵn sàng là người ta mời, người ta đặt vé, người ta mời, người ta bảo lãnh bạn đến. Người ta bảo lãnh bạn, nghĩa là bạn được đi đây đi đó. Nói chung những cái bạn này may mắn lắm. Mà nha, mình nói như những cái bạn nha, các bạn để ý là những cái bạn mà có cái lòng, có cái nốt ruồi lòng bàn chân ý, những cái người này họ đặc biệt. Đặc biệt những cái người này sống ý, họ rất là thành thật, rất trung thực. Sống rất chân tình, rất trung thực, thẳng thắn. Nói chung họ là những cái người mà sống rất là tốt. Những cái người có cái nốt ruồi lòng bàn chân họ sống tốt lắm, họ sống dễ chịu lắm. Cái người này thì được cái là thế này này, được cái là khi mà họ gần ai, họ tiếp xúc với ai, họ cư xử rất là khéo léo, nhẹ nhàng, rất nhã nhặn, rất đức độ. Gần như là họ gặp người nào, người ta cũng quý họ luôn ý. Mà bản thân họ ý, bản thân họ cũng là cái người mà chân tình thật sự ý. Ngay thẳng, sống nhẹ nhàng, chân tình, là những cái người rất hiểu biết. Là người rất hiểu biết, rất thông minh, rất hiểu biết. Mình nói các bạn nhé, những cái người mà có cái nốt ruồi ở lòng bàn chân ý, trong nhân tướng, theo nhân tướng ý, thì họ ý, đều là những người nhá, họ không những cái bản thân họ may mắn, mà họ đi đến đâu ý, họ cũng lan tỏa cái may mắn của mình cho mọi người. Đều mang lại cái phúc khí, cái may mắn cho mọi người. Các bạn hãy để ý nhé. Các bạn cứ để ý là như thế này này, những cái người nào ấy, những cái người nào mà khi mà các bạn mà tiếp xúc ấy, các bạn tiếp xúc với họ, các bạn cảm thấy dễ chịu, các bạn cảm thấy thoải mái, các bạn cảm thấy có một cái gì đó, nó là như kiểu mình được thêm cái năng lượng ấy, mình được thêm một cái, mỗi khi mà bạn tiếp xúc với người ta về, bạn cảm thấy bạn có cái niềm vui. Bạn thêm một cái sự, bạn biết, bạn hiểu biết thêm một cái gì này. Hay là bạn may mắn thêm một cái gì này. Hay bạn cảm thấy bạn có cái niềm vui này. Bạn có một cái gì nó tích cực này. Người ta cho bạn một cái ý tưởng gì. Hay là người ta cho bạn một cái cảm nhận mà khi bạn cứ, khi mà chia tay rồi mà bạn nghĩ đến người ta ấy, bạn cảm thấy nó vui. Thậm chí bạn cười tùm tìm một mình ấy, bạn cảm thấy nó hạnh phúc ấy. Những cái người đó ấy, những cái người đó là những cái người rất có phúc. Những cái người đó là những cái người luôn mang lại may mắn cho người khác. Các bạn hãy để ý cái điều đó. Cái điều này rất quan trọng đấy. Nhiều khi mình nói các bạn là nhiều khi chúng ta mà không để ý,
chúng ta không để ý, vô tình là chúng ta không biết được cái điều đó. Nhưng nếu các bạn cứ nghĩ lại đi, nếu trong số những cái mối quan hệ của các bạn, những cái người bạn bè của các bạn, người này, người nọ, người này, người nọ, nếu các bạn tiếp xúc mà các bạn thấy có được cái cảm giác như vậy, dứt khoát cái người đó là những cái người mà rất nhiều phúc, cái người đó là những cái người luôn luôn mang lại cái may mắn cho mọi người. Các bạn cứ gần với những cái người đó, kiểu gì các bạn cũng chỉ có tốt lên, các bạn may mắn lên, các bạn là cái người tăng thêm được cái phúc. Chọn những cái người đó mà kết giao, rất tốt. Còn ngược lại nhé, ngược lại các bạn để ý là như thế này. Ngược lại bạn tiếp xúc với một cái người nào đó mà kiểu như là khi bạn gần người ta ấy, bạn cảm thấy nó có cái gì nó bất an nhé. Bạn cảm thấy có một cái gì nó không vui, nó bất an mà nó cứ phải cảnh giác, nó cứ phải đề phòng ấy. Nó cứ có một cái gì, nó vô tình nó có một cái gì rào cản ấy, là bạn hãy coi chừng. Bạn cảm thấy không thoải mái ấy, thì những cái người đó ấy, những cái người đó là thứ nhất, họ là cái người không hợp với bạn đâu. Thứ hai ấy, là ở trong họ ấy, họ không có một cái suy nghĩ gì gọi là quý mến bạn đâu, hay là đặt bạn ở trong một cái sự mà kiểu như là coi trọng hay là quan trọng hay là như thế nào đâu. Bạn hãy nhớ một cái điều là như vậy. Bạn cứ cảm thấy như là kiểu mình là cái người thừa ấy, khi mình ở với một cái người nào đó ấy, bạn tiếp xúc ấy, rồi là đến khi mà chia tay, mà khi mà về hay là như là bạn cảm thấy như là mình như kiểu mất, nó bị mất năng lượng ấy. Nó bị mất năng lượng ấy. Bạn cảm thấy như kiểu mình là cái người mà đang bị kiểu như là hiểu lầm ấy. Đang bị người ta hiểu lầm một cái gì hay là như thế nào ấy. Những cái người đó là những người thứ nhất là không hợp với bạn. Người ta không quý bạn, không hợp với bạn. Thứ hai là những cái người đó ấy, có thể là cái phúc của người ta nó kém. Những cái người đó ấy, có thể người ta là cái người mà rất là hãm. Mà bạn mà gần, cứ gần những cái người mà, những cái người mà phúc mà mỏng ấy, những cái người mà hãm ấy, những cái người mà cái phúc mà kém ấy, cái người mà không may mắn ấy, bạn sẽ là cái người mà bạn bị lây lan những cái điều mà không may mắn. Tốt nhất là những cái người đó bạn phải giữ khoảng cách. Mình nói với các bạn là như này, cái cảm giác của mỗi người, cái cảm giác ở trong con người ấy, nó rất là quan trọng đấy. Các bạn đừng chủ quan. Có những cái người nhá, có những cái người cho dù là bạn tiếp xúc với người ta, người ta là những cái người phải nói là người ta, cái mồm của người ta ấy, người ta luôn nghĩ ra những cái câu nói như thế nào mà để cho bạn cảm thấy vui lòng. Người ta nghĩ ra những câu nói mà để cho bạn cảm thấy nó hài lòng. Người ta luôn tìm ra được những cái câu nói để vuốt ve cái cảm xúc của các bạn. Kiểu như là người ta nói là nịnh bợ, nịnh hót ấy. Kiểu như là những cái lời nói của người ta nó ngọt ngào, nó dễ chịu, nó vào tai ấy. Các bạn phải cẩn thận với những cái người đó. Các bạn phải cẩn thận với những cái người đó. Bởi vì cái gì mà nó quá ngọt ngào ấy, cái gì mà ấy, nó quá dễ chịu, nó quá ngọt ngào, nó có một cái gì nó quá là kiểu như là làm cho các bạn cảm thấy là nó quá sướng, cái đó là cái nguy hiểm. Tất cả những cái ngọt ngào, những cái may mắn, những cái dễ chịu, những cái gì mà ngay trước mắt ấy mà các bạn cảm thấy nó rất thuận lợi ấy, thì bên trong nó đều là có cái độc tố ở trong đó. Các bạn hãy cẩn thận. Các bạn lập tức các bạn phải cẩn thận. Những cái người như vậy thường là những cái người, người ta không phải là cái người chân thành, không phải là cái người chân tình. Những cái người như vậy, người ta dở mặt bất cứ lúc nào bạn không biết được đâu. Có thể họ thấy bạn đang có một cái gì mà họ lợi dụng được nhá, các bạn hãy nhớ, thì họ sẽ thế. Còn nếu không ý, họ cố tình họ làm cho bạn lu mờ đi để họ chuẩn bị họ ra tay với bạn, họ gài bẫy bạn, họ đưa bạn vào một cái tình thế gì đó. Thế nên các bạn ý, nói chung các bạn hãy nên tỉnh táo trong mọi việc, các bạn hãy nên tỉnh táo
với những cái người mà mồm mép mồm miệng như thế, cứ mở mồm ra là khen ngợi, mở mồm ra là nịnh hót, mở mồm ra là cái gì cũng đẹp, cái gì cũng ngưỡng mộ bạn, nói chung là rất ngọt ngào, rất là ok với bạn ấy. Lúc nào cũng tung hứng bạn lên ấy. Cái người đó các bạn hãy cẩn thận liền. Đấy, đại loại là như vậy. Đấy, thế tóm lại là như vậy. Tóm lại là thế này, cái bạn nào nhá, cái bạn nào bạn để ý nhá, nếu như bạn là cái người mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở lòng bàn chân, nốt ruồi đen cũng tốt, mà nốt ruồi son thì cũng tốt hơn. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn là những cái người nhá, các bạn là những cái người rất may mắn trong cuộc sống. Các bạn là những cái người, cái số các bạn ý, nói chung ý, càng về già, càng về hậu, các bạn càng sướng, càng không thiếu một cái gì. Các bạn là những cái người có rất nhiều lộc, lộc đi đây đi đó, chu du khắp thiên hạ. Và các bạn là những người mà có cái số, người ta gọi là cái số hưởng thụ ý. Các bạn là những người rất may mắn đấy. Các bạn là những người rất có tiền. Càng về hậu, càng về già, các bạn càng tốt, các bạn càng sướng. Xin chúc mừng các bạn. Một cái điểm nữa nhé. Các bạn để ý nhé. Bạn nào mà có cái nốt ruồi mà nó nằm ở ngón chân ý. Bạn nào mà có cái nốt ruồi nó nằm ở ngón chân ý. Thì cũng xin chúc mừng các bạn. Nói chung thường thường thì bây giờ để mà mình phân tích ra từng cái ngón chân thì nó cũng hơi dài dòng. Thì tốt nhất là như này, mình tìm cái điểm chung để mình nói với các bạn. Cái bạn nào mà có cái nốt ruồi mà nằm ở ngón chân ý, các bạn thường là những cái người mà có cái tài ngoại giao. Các bạn thường là những cái người ấy, kiểu như là các bạn là những cái người mà có cái tài biện luận phản biện, có cái tài mà hùng biện. Nói chung cái lời ăn tiếng nói của bạn ý, nó là có những cái mà các bạn lợi khẩu ý, các bạn hơn người, các bạn có cái tài hùng biện. Và những cái người có tài hùng biện, có tài ăn nói, thường các bạn là những cái người rất nhiều lộc. Các bạn thường là những cái người rất may mắn. Các bạn thường là những cái người, nói chung là những cái người mình nói nhá, những cái người tất cả cái gì. Bạn có muốn là cái người giỏi hay là cái người, bạn có muốn tài năng kiểu gì tài năng, nhưng bạn là phải là cái người biết ăn nói. Bạn phải biết trình bày giữa đám đông thế này thế kia, bạn phải biết trình bày, bạn phải biết nói năng, bạn phải biết tự giới thiệu bản thân mình, bạn phải biết kết nối với người này người nọ. Nghĩa là bạn phải biết ăn nói thì bạn mới là cái người sung sướng được. Còn bạn mà nhiều bạn, các bạn cứ để ý, nhiều bạn rất có tài, chuyên môn rất giỏi, nhưng mà ít nói vô cùng, thậm chí là không biết cách mà nói, không biết cách mà diễn đạt, không biết cách mà thể hiện, không biết nói năng, không biết giao tiếp. Nói chung là các bạn là những người, như người ta nói là kiệm lời. Nhưng mà thực sự ra là các bạn rất nhiều, giỏi, chuyên môn, các bạn là người có tài. Mỗi tội là không ai nói được, nghĩa là làm được nhưng mà lại không nói được, rất là phí. Thế nên các bạn nhiều khi các bạn giỏi nhưng mà các bạn vẫn cứ kiểu như là nó sẽ không thành công được, lên được quá cao hay là như thế nào ấy, nó không rực rỡ được. Còn những cái bạn, những cái bạn thường thường, những cái bạn các bạn để ý, họ là cái người mà biết ăn nói, biết cách ăn nói. Họ thường là những cái người dễ thành công lắm. Cái thành công đấy với họ nó dễ lắm. Giao tiếp giỏi, biết đối nhân xử thế, hùng biện giỏi, biết ăn nói. Nói chung họ, những cái người bạn phải nhớ, những cái người biết ăn nói họ thường sẽ là những cái người sẽ thành công được. Nó được xa hơn, cái thành công của họ ấy, nó vươn được cao hơn. Họ sẽ là thường là những người lãnh đạo được, làm lãnh đạo được, làm quản lý được. Nói chung họ làm cái gì rất dễ thành công. Đấy, các bạn cứ tập ăn nói đi. Nói vậy là các bạn cứ tập ăn nói. Đại loại là những cái bạn nào mà cứ có cái nốt ruồi nó nằm ở ngón chân, các bạn cũng là cái người rất may mắn. Được chưa nào? Một cái điểm nữa nhé, các bạn chú ý một cái điểm này rất thú vị này. Các bạn xem ở cái lòng bàn chân của các bạn ấy, nó có cái hình xoáy, nó có cái vòng xoáy, có cái hình xoáy không? Hình xoáy hay là cái hình mà kiểu như là nó gợn sóng mà nó tròn 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 ấy.
ở giữa lòng bàn chân của các bạn ý, chân trái cũng được mà chân phải cũng được, cả nam cả nữ. Các bạn để ý đi. Mình nói nha, những cái bạn mà có cái kiểu như là những cái kiểu như là cái hình xoáy ở lòng bàn chân ý, các bạn là những người rất dễ, các bạn là những cái người mà nổi tiếng, các bạn rất dễ là những cái người mà có danh vọng, các bạn rất dễ là những cái người kiểu như là các bạn làm những cái gì, các bạn kiểu như là về những cái mà về điện ảnh, về truyền thông hay là về những cái lĩnh vực gì, thời trang hay bất cứ một cái gì, các bạn dễ là cái người nổi tiếng, các bạn dễ là cái người thành công, các bạn dễ là những cái người mà có danh vọng ấy. Mà cái người mình nói các bạn nhé, cái người có danh vọng thì sẽ có tiền tài. Cứ có danh vọng là có tiền tài, cứ có uy tín là có tiền tài, cứ nổi tiếng sẽ là cái người có tiền tài. Các bạn cứ để ý. Thế nên ý, những cái bạn mà có cái kiểu hình xoáy nó tròn 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 ở lòng bàn chân ý, các bạn là những cái người rất may mắn về tiền bạc thế này thế kia, càng về hậu các bạn càng, nói chung những cái bạn này không bao giờ các bạn lo thiếu tiền. Các bạn đều là cái người có tiền, cái tuổi già các bạn rất sướng. Đấy, bạn để ý. Một cái điểm nữa là như thế này, các bạn để ý nhá. Các bạn để ý là cái lông ấy, cái lông lông ở bàn chân, lông ở những cái ngón chân của các bạn ấy, hay là cái lông ở bàn chân của các bạn ấy, mà nó mềm mại, nó mịn mà, nhìn nó nhẹ nhàng, nó mềm mại. Xin chúc mừng các bạn. Nó càng mềm mại bao nhiêu thì các bạn càng ok bấy nhiêu. Mình nói nha, những cái bạn nha, mà cái lông chân của các bạn ấy, lông ở ngón chân hay là lông ở bàn chân mà nó mềm mại ấy, các bạn là những cái người mà kiểu như là các bạn là những cái người mà cái tình cảm của các bạn ấy nó cũng nhu, nó cũng nhẹ nhàng, nó phụ nữ thì là nó nhu thuận, còn đàn ông thì cư xử nó cũng rất là lịch thiệp thế này thế kia, nói chung là cái tính tình của bạn ấy nó ổn định mà nó hiền hòa, nó hài hòa. Các bạn là những cái người tốt, các bạn là những cái người thân thiện, các bạn rất dễ chịu, các bạn là những cái người, nói chung là các bạn là những cái người mà các bạn sống tử tế, thế đâm ra là mọi người xung quanh rất yêu quý các bạn. Các bạn là những người các bạn làm cái gì các bạn cũng rất dễ thành công. Chứ còn mình nói nha, những cái bạn nào mà ở cái kiểu như là cái lông ở ngón chân hay là lông ở bàn chân các bạn ấy, mà nó có những cái bạn mà nó khô, mà nó thô, nó cứng ấy, nó vừa khô, nó vừa thô, mà cái sợi nó vừa cứng ấy, thì các bạn là những cái người mà rất là kiểu như là thô lỗ, các bạn lại là những cái người mà thô lỗ, các bạn là những cái người mà hay nóng nảy, nóng tính ấy. Những cái bạn mà cái lông chân, cái lông ở bàn chân của các bạn, ở ngón chân các bạn mà nó thô, mà nó cứng, mà nó khô ấy, các bạn thường là những cái người vội vàng, các bạn là những cái người gấp gáp, các bạn làm cái gì các bạn cũng nhiều khi thô thiển ấy, các bạn không kiềm chế được cái ví dụ các bạn dễ nổi nóng ấy, kiểu là như vậy. Thô lỗ. Còn ngược lại là các bạn nào mà cứ càng cái lông ở ngón chân ấy, lông ở ngón chân, ở bàn chân các bạn ấy, nó cứ mềm mại nha, nó càng cái sợi nó mềm mại, các bạn là cái người có tương quý. Nói chung như cái bạn này thì lắm tiền, cái bạn này thì cái lộc nó luôn đến, cái may mắn nó luôn đến, cái tiền bạc không bao giờ thiếu với các bạn. Các bạn như thế càng về hậu, càng về hậu các bạn càng đầy đủ, các bạn không bao giờ các bạn phải lo nghĩ đến tiền đó. Vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về những cái nét may mắn, cái nét phú quý. Bạn nào mà nhìn cái bàn chân của các bạn nào mà có những cái nét như vậy, có những cái điểm như vậy, dù là một hoặc hai, các bạn đã là những cái người may mắn hơn người. Càng về hậu, càng tuổi già các bạn càng sướng. Nói chung các bạn rất sướng. Bạn nào mà có càng nhiều những cái điểm mình chia sẻ, xin chúc mừng các bạn. Bạn nào có điểm gì, các bạn để lại bình luận ở bên dưới cho mình nhé, để mình còn chúc mừng các bạn nhé. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.